Danh tính cô Mía huyền thoại được vẽ trên xe nước mía là ai? Cô Mía vốn chẳng còn xa lạ gì với những người dân từ Việt Nam qua đến Campuchia và Lào. Hình ảnh người phụ nữ với mái tóc bồng bềnh khiến nhiều người ấn tượng ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Kể từ đây, biết bao nhiêu lời đồn thổi bí ẩn, huyền bí về nhân vật này. Ai cũng thắc mắc cô gái này là ai, tại sao lại trở thành hình ảnh quảng cáo quen thuộc trên tất cả các xe mía và giải khác từ miền Trung cho đến miền Tây Việt Nam. Được nghe dân tình kể lại, cô Mía là con của ông Tư, chủ vườn mía lớn nhất vùng. Tương truyền cô có dung mạo xinh đẹp, lộng lẫy nhưng đến tuổi trăng tròn lại bị sát hại mà không rõ nguyên nhân. Vụ việc từng gây chấn động một thời nhưng cũng nhanh chóng rơi vào quên lãng. Hình ảnh cô Mía nhanh chóng phổ biến trên các xe giải khác của người dân Nam Bộ. Tuy nhiên nhiều người cho rằng cô gái xuất hiện trên xe mía không phải là cô Mía con của ông chủ vườn mía mà là nghệ sĩ Hồng Vân. Sở dĩ nhiều người quả quyết như vậy là vì trên sóng truyền hình của chương trình Ký ức vui vẻ, nhiều nghệ sĩ cho biết nghệ sĩ Hồng Vân là gương mặt thương hiệu xuất hiện trên các xe nước mía. Không phủ nhận điều này, nghệ sĩ Hồng Vân còn vui vẻ kể những câu chuyện khác liên quan đến xe nước mía thời còn đi học. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến còn nói rằng hình ảnh cô Mía được lấy cảm hứng từ vũ nữ Cẩm Nhung nổi tiếng một thời. Cô có số phận bi thảm với vụ đánh ghen tạt axit chấn động dư luận vào năm 1963. Theo đó, sau khi bị đánh ghen, vũ nữ đình đám một thời đã bị người tình ruồng bỏ vì gương mặt biến dạng, phải lê la xin ăn khắp các đường phố Sài Gòn, để rồi chết trong cô độc tại một chân cầu thang của một khu tập thể cũ. Mặc dù chưa rõ thật hư câu chuyện ra sao, thế nhân dân mạng hiện vẫn đang tranh cãi dữ dội về hình ảnh cô gái xuất hiện trên các xe nước mía. Liệu không biết hình ảnh ấy thực sự gắn liền với một truyền thuyết ma mị hay đấy là hình ảnh của nghệ sĩ Hồng Vân hoặc vũ nữ Cẩm Nhung?